Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Nay em lên cho anh em mình xem một con động cơ full cơm lê luôn. Đây, con này là của máy cày Kubota L1801 ha. Mới giờ luôn nha anh em. Đó, full bộ cơm lê luôn. Bộ e, bộ lửa, cách nước, mâm ép, bơm ben. Rồi một số cái kiện hàng gửi đi nè, máy băm cành nè. Đó, chờ bưu điện nó tới bóc đi ha. Đây xe rùa. Rồi sẽ vô chi tiết cho nên mình xem nó ha. Rồi nó mới dư lắm. Đây, phần chân nè. Bồ. Anh em nào mà đang chạy con máy cày này á thì đó, chạy con máy cày của ta 1801 á thì mua về là bỏ vô y chang thôi. Mâm ép nè. Mia. Còn mới luôn ha. Nước sơn riêng nó còn đẹp lắm nha anh em. Con này là nguyên riêng hết ha, em giờ em chưa có dặm thuốc chỗ nào hết á. Máy đẹp mà. Ha. Nó chạy cái động cơ là Kubota ha. Đây, Kubota Z751. Bồ. Nhớt nè, dàn lót máy chân máy rồi. Đó. Thì con này bên em đang bán với giá là rất là siêu rẻ luôn nha, 12 triệu cho anh em ha. Đó, nguyên bộ cơm lê vậy nè. Rồi đem sẽ nổ máy cho anh em mình nghe ha. Rồi. Rồi nhẹ nổ ha. Đây thì tầm luôn. Máy nó mới cái này thì dàn hơn em khó lo rồi, chưa chắc luôn. Đó. Anh em nào mà chốt thì alo em ha, qua số điện thoại 0373 453 633 hoặc là 0972 542 722 ha. Anh em nào mua bằng những bất kỳ những cái động cơ máy cày hoặc là máy băm cầm xe rùa chưa công thuốc đồ thì cứ alo ha. Rồi, cửa hàng động cơ Nguyễn Châu nha anh em. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.